Tập 3. Làm theo kế hoạch ban đầu, tối xuất phát. Rõ. Lưu Vĩnh Quân, anh đang ở đây nghĩ gì vậy? Không nghĩ gì. Có thể hỏi em một câu riêng tư không? Hỏi đi. Sao em nhất quyết tới Lữ Đoàn Sơn Cước? Do yêu cầu công việc. Được. Anh đảm bảo mọi người sẽ thất vọng. Lưu Vĩnh Quân, không ai năn nỉ anh đi lính cả. Nhưng anh đã đến đây rồi thì phải xứng đáng với quân phục của mình, xứng đáng với bố anh, cả phải xứng đáng với người ông đã sáng tạo ra tinh thần súng cũ. Đừng bôi nhọ tên tuổi anh hùng của ông ấy. Đi nào, đợi đã. Lâm Vũ Thanh, một người là chính trị viên, một người là lính mới, một người là bạn gái cũ, một người là bạn trai cũ. Chúng ta có quan hệ gì? Anh thấy sao? Trước đây em luôn nghe lời anh, hôm nay anh muốn nghe theo em. Giống như anh nói, em là chính trị viên, đơn giản thế thôi. Được, đã rõ thưa chính trị viên. Đi thôi. Đồng chí Lâm Vũ Thanh, đồng chí Lương Vĩnh Quân, đại đội trinh sát là một đội có truyền thống dễ dàng, là nơi khởi nguồn tinh thần sống cũ của lữ đoàn ta. Mong là hai người kế thừa ý chí của lớp cha ông, truyền thống dễ dàng, cố gắng trở thành truyền nhân sống cũ. Tiếp sau đây, tôi sẽ làm bù lễ vào đại đội cho hai người. Chào sống cũ. Thôi, khẩu súng cũ gửi gắm linh hồn và tinh thần đột kích, tiếp tục đột kích của lữ đoàn ta. Lữ đoàn trưởng nhiệm kỳ đầu của lữ đoàn ta, đồng chí Lương Giải Phóng, tiểu đội trưởng tiểu đội trinh sát lúc đó, trong một trận phản kích sau khi lập quốc, đã dùng khẩu súng trường này. Dựa vào niềm tin trung thành, lòng dũng cảm vô bờ và trình độ kỹ thuật chiến thuật xuất sắc, tận dụng địa hình núi tuyết cao, đặc biệt ở Tây Tạng, một mình cầm chân kẻ địch mười mấy tiếng, cho đến khi đội quân tới, cùng bao vây tiêu diệt toàn bộ quân địch, lập chiến công hiển hách. Ai cũng kể về công lao, về sự tích anh hùng của ông. Tại sao không có ai nói về sai lầm ông phạm phải? Lão Lương, chúc mừng nhé. Chúc mừng nhé Lương Vĩnh Quân. Chúc mừng gì tôi? Cậu là Trình Tiểu Long, anh em tốt, chỉ đứng được một năm. Lương Vĩnh Quân, xin chào. Xin chào. Nào ngồi đi. Ăn đi nào. Ăn đi. Tiểu Long, trước đây Lương Vĩnh Quân là vận động viên leo núi, học về trinh sát. Cậu ấy đến đây thì Tư Văn Bân chỉ được thế này thôi. Còn lăng tăng về ai đó à? Sao vậy?
Đúng lúc có mặt hai người, tôi nói cho hai người chuyện này. Đây là lời thề. Còn đây là chức trách quân nhân. Nên chọn cái nào? Cái nào quan trọng? Chức trách. Không sốt đấy chứ, cậu hâm mà. Châu Thụy Kỳ, sao cậu lại nói Lương Vĩnh Quân như thế? Cậu bị hâm đấy. Lão Lương, tôi hỏi cậu nhé, nếu giờ đại đội trưởng bảo cậu đi lấp lỗ Châu Mai, cậu đi hay là không? Quân nhân phải phục tùng mệnh lệnh. Đi chứ. Thế là được rồi. Đúng. Nói đúng lắm. Giờ tôi băn khoăn mấy chuyện này làm gì chứ? Phải thực hiện chức trách quân nhân trước, bắt được bọn cướp, những chuyện khác tính sau. Khá đó Châu Thụy Kỳ. Không nhận ra đấy, có chút bản lĩnh nha. Sau này chắc chắn có tổ chức làm chính trị viên. Đương nhiên, ngày nào cũng được chính ủy Dư hung đúc. Học hỏi chút xíu là đủ xài suốt đời. Chính ủy Dư? Mà chính ủy Dư nào? Mẹ tôi. Mẹ cậu là chính ủy hả? Nhà ai mà không có chính ủy chứ. Ăn đi. Ăn ăn ăn. Châu Thụy Kỳ, dậy mau đi, tập hợp gấp kìa. Mau lên. Drone của tôi còn để ở kho khí giới chưa có nhận. Tôi chưa chuẩn bị ba lô nữa. Thôi tôi rồi, tôi rồi. Thôi cậu đi nhận drone đi, tôi chuẩn bị ba lô cho. Mau lên. Mau lên. Lưu Vĩnh Quân, quân nhân không thành tài, giờ việc chuẩn bị ba lô cho người khác đâu. Đồ cục nợ. Mau lên. Sao mỗi tiểu đội này chậm chạp hả? Tất cả nhìn bên phải thẳng. Nhìn đằng trước, nhìn. Nghỉ. Nghiêm. Đồng chí đại đội trưởng, tập hợp xong. Nghỉ. Rõ. Nghỉ. Tôi sẽ nói về mệnh lệnh nhận từ cấp trên. Đại đội ta tới vùng Quả Lạc, bày bố bay phục bắt cướp. Các tiểu đội chú ý hành quân an toàn. Sĩ quan trưởng, có. Tổ chức cho lên xe. Rõ. Lương Vĩnh Quân, Tư Văn Bân, Châu Thụy Kỳ, Trịnh Tiểu Long, Chu Khánh Tông, Mã Hâm, có. Lên xe số 9. Rõ. Những người còn lại lên xe theo biên chế. Xuất phát. Bên phải, quay. Chạy bộ, chạy. Xuất phát. Báo cáo, Ron sắp hết nhiên liệu, ra lệnh. Ron đáp xuống kiểm tra tu sửa, bổ sung nhiên liệu. Rõ. Trạm trưởng, thuộc lại nhiệm vụ. Rõ. Ở điểm cao số 39, lối ra phía đông hẻm núi Bạch Sa, lập trạm quan sát số 3. Nhiệm vụ bí mật giám sát quốc lộ Lâm Quả, tìm kiếm bọn cướp và làm công tác chuẩn bị chặn đường lui của bọn cướp, phân chia đạn dược. Rõ.
Sứ quan trưởng, anh không đi cùng bọn tôi sao? Tôi còn có nhiệm vụ khác. Lương Vĩnh Quân là lính mới mà. Trên chiến trường chỉ có lính, không chia mới cũ gì hết. Chuẩn bị chiến đấu. Đạn thật. Tư Nhân Bân, lát cậu làm lính xung kích tiến lên tìm kiếm, tìm nơi nào phù hợp lập trạm quan sát. Chỉ huy luôn cơ đấy. Lính nuôi heo, cậu cũng có bản lĩnh lớn nhỉ. Nhanh vậy đã giải quyết xong đại đội trưởng, để cho cậu chỉ huy một tiểu đội. Chấp hành mệnh lệnh, lấy lông gà làm lệnh tiễn. Tất cả mọi người hành động. Điểm phục kích số 2, hẻm núi Bạch Sa. Điểm số 2 gọi 201. Điểm số 2 gọi 201. 201 nghe, 201 nghe. Tôi đã tới vị trí phục kích số 2. Tăng cường canh gác, chú ý an toàn. Rõ. Trận địa an toàn, có thể vào. Điểm phục kích số 3, hẻm núi Bạch Sa. Hai không một nghe. Đội tôi đã tới vị trí phục kích số 1. Tăng cường canh gác, chú ý an toàn. 201, điểm quan sát số 3 bố trí xong. Nhận được, tăng gác canh gác. Chú ý an toàn, rõ. Tư Văn Bân, Mã Hâm, tiếp tục quan sát. Những người còn lại canh gác, nghỉ ngơi tại chỗ. Kỹ sư Lâm, tình hình Ron sao rồi? Báo cáo, Ron đang được sửa. Khoảng một tiếng sau là có thể cất cánh. Tôi bảo này lính nuôi heo, cậu có được không đó? Ý cậu là sao? Thú thật, mọi người đều đang nghi ngờ cậu. Cậu có biết rằng trong súng không có viên đạn giấy nào, toàn là đạn thật. Nếu cậu nuôi heo, tôi cũng đã không nói mấy câu này. Tôi hiểu tâm trạng mọi người, nhưng tôi có thể cam đoan với cậu, khi trận chiến nổ ra, tôi sẽ xông lên đầu tiên. Nếu có hy vọng sống còn, tôi cũng sẽ để dành cho mọi người. Có câu này tôi cũng không biết cậu đã nghe chưa. Lính nhát chỉ một người nhát, tướng ngu là cả bọn dứt đi. Nếu cậu có ý kiến gì thì phản ánh với cấp trên đi. Cậu nói thừa vậy? Tôi dám mà. Trong trận chiến, làm trái mệnh lệnh là sẽ phải ra tòa án quân sự. Nhưng tôi nói trước nhé, khi cậu ra lệnh thì suy nghĩ cho kỹ, đừng có đẩy anh em vào cảnh nguy ngập.
Cảm ơn kiến nghị của cậu. Hai không hai gọi. Nhận được. Kế hoạch rụ rắn ra khỏi hang đã bắt đầu. Mồi nhử đã xuất phát. Xin cố hết sức bảo vệ an toàn cho mồi nhử. Còn nữa, tôi thấy tham mưu trưởng Lý hơi bất thường. Hiểu rồi, tôi sẽ lưu ý. Được. Camera số 5 ló ra. Mau. Camera số 5. Dạ. Phóng to hình ảnh. Được. Chụp màn hình, gửi tới điện thoại mỗi người. Đại ca, anh muốn đánh boss à? Bắt mình hắn cũng bằng 100 tên. Đại ca, boss to sẽ không khai đâu. Chả cậy được gì từ miệng hắn cả. Bà còn chọc cho Lữ Đoàn Sơn cướp tức điên. Tội gì phải thế? Cái tôi muốn là vào phòng tác chiến của chúng. Boss to đến Quả Lạc, đem đề án phòng ngự tác chiến bên mình. Ron cỡ lớn một tiếng nữa sẽ bay. Và có thêm 2 chiếc trực thăng Z-10 đi. Tự xem đi. Bắt được hắn đồng nghĩa với lấy được chìa khóa vào khu vực cấm của chúng. Các anh em, kịch hay vừa bắt đầu thôi. Xe hàng này bị lộ rồi, nắp đi. Đội đỏ, đội xanh, chia làm 2 chiếc xe việt giả, đuổi đánh boss to. Chú ý, né trực thăng của chúng ra. Hành động, dạ. Lên trên trực thăng bỏ xe tôi. Đi lên khảo sát địa hình. Gặp mặt ở điểm cao số 4555 lúc 16 giờ. Rõ. Đại ca, mục tiêu hành động bằng xe riêng. Ngoài chiếc máy bay đã đi mất thì không có xe bảo vệ. Chỉ cậu phong tỏa lối phía tây hẻm núi Bạch Sa ngay. Chặn bố to trong hẻm núi. Rõ. Tôi đã vượt qua Boston, đang di chuyển về lối phía tây hẻm núi Bạch Sa. Điểm phục kích số 3 hẻm núi Bạch Sa. Phát hiện một chiếc xe việt giả dân dụng. Phát hiện một chiếc xe việt giả dân dụng biển số AW668U đi hướng đông về tây vào hẻm núi Bạch Sa. 201, số 3 phát hiện bọn cướp. Đi một xe việt giả dân dụng biển số AW668U đi hướng đông về tây vào hẻm núi Bạch Sa. Điểm số 12, tiếp sức giám sát xe việt giả. Điểm phục kích số 1 hẻm núi Bạch Sa. Đại ca, tôi đã tới nơi. Phong tỏa lối phía tây hẻm núi Bạch Sa. Chặn kín rồi. Tôi và boss to tới ngay. Rõ. 201-201, điểm số 1 báo cáo, điểm số 1 báo cáo. Xe việt giả dân dụng, đầu xe hướng về tây. Bọn cướp vào hẻm núi Bạch Sa quan sát tình hình. Rõ. Chuẩn bị sẵn sàng tấn công, đề phòng bọn cướp chạy thoát. Rõ. Lữ đoàn trưởng, chiếc xe đằng sau bám theo chúng ta mãi. Đừng có thấy gì cũng sợ, cất vũ khí đi, chú ý quan sát. Ngay ngã rẽ phía trước, tấp vào dừng xe. Rõ. Lữ đoàn trưởng, không rõ tình hình. Giờ xuống trục đường chính không an toàn đâu. Trưởng ban gương, đừng căng thẳng quá.
Đại đội trưởng, lữ đoàn trưởng sắp tới rồi. Chuẩn bị đón lữ đoàn trưởng. Đại ca, mau bám theo. Gã trẻ phía trước, đối diện quốc lộ Lam Quả cũ bị bỏ quan. Chắc chắn boss to cứu tới Quả Lạc bằng đường cũ. Lữ đoàn trưởng, anh chú ý an toàn, hành động theo kế hoạch đi. Đi. Sếp, phát hiện ra gì rồi? Đi đường cũ. Mọi người cẩn thận. Đường Lâm Quả cũ bỏ quan lâu lắm rồi. Đường cũng khó đi, còn phải vòng qua núi Nhật Đa, dài gấp đôi so với đi đường Lâm Quả mới. Boston muốn bỏ gần tìm xa, không lý nào. Đại ca nhìn xem, Boston lại lên đường tiếp. Không chừng Boston lên phía trước đi vệ sinh. Đưa bản đồ cầm tay cho tôi. Lữ đoàn trưởng, chúng ta có nhiệm vụ khác sao? Là đại đội trinh sát đang bắt cướp, chúng ta phải phối hợp. Đi, tới Quả Lạc bằng đường Lâm Quả cũ. Lữ đoàn trưởng, anh tự mình dụ địch nó ra, nguy hiểm lắm. Hay tôi điều trực thăng quay lại, hộ tống mặt đất nhé. Có cần thiết không? Tôi để hai chiếc máy bay trực thăng tháp tùng là để dụ rắn ra khỏi hang. Đi thôi. Đại đội trưởng, chúng cắn câu rồi. Được lắm, mình mời chúng tự chui vào rọ đến hẻm núi Bạch Sa. Dân, bọn cướp đã cắn câu, các trạm chuẩn bị chiến đấu. Điểm số 2 rõ, điểm số 1 rõ, điểm số 3 rõ. Điểm số 2 gọi 201. Điểm số 2 gọi 201. 201 nghe. Báo cáo, tôi thấy anh rồi. Tôi đang ở điểm cao phía nam của anh, có thể chi viện quả lực mọi lúc. Chờ lệnh tôi. Rõ. Sóng điện thoại vào khu vực mù. Để tôi coi tay trong làm sao để giúp. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi, tạm không nằm trong vùng phủ sóng. Xin vui lòng gọi lại sau. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi, tạm không nằm trong vùng phủ sóng. Sếp, cơ hội rất tốt đó. Xe của boss to hình như chết máy. Báo cáo trạm trưởng, một chiếc xe Việt giả xanh lá dừng ở miệng hẻm núi và không vào hẻm núi. Sếp, báo cáo 201, bọn cướp dừng ở miệng hẻm núi. Giám sát kỹ, chờ lệnh, không được tùy ý hành động. Báo lại tình hình với tôi mọi lúc. Rõ. Xe tác chiến của quân đội chúng, đáng lý phải có người chuyên bảo dưỡng tu sửa định kỳ chứ. Không thể chết máy giữa đường thế được. Nhất là xe có lãnh đạo ngồi. Đường đi thẳng vào khe núi chỉ có một. Giờ mà chúng ta tùy tiện xông vào, lữ đoàn sơn cước chặn cả hai đầu, là chúng ta có muốn thoát cũng không được. Điểm số 1 báo cáo tình trạng bọn cướp. Điểm số 1 báo cáo bọn cướp án binh bất động. 201 nhận được, xuống xe.
cho Ron bay. Trinh sát những điểm cao ở đây. Sếp, mình hết Ron rồi. Cấp sao còn một cái dự phòng. Cái này không thể để xảy ra chuyện nữa. Dân. Xuống xe canh gác. Điểm số 3 xin hành động. Tôi xác nhận chúng là bọn cướp giao kiện cơ mật. Không được manh động, chờ lệnh. Rõ. Bọn cướp đã thả Ron. Kiểm tra loại hình Ron. Đưa tôi. Làm gì? Đưa đây. Tới chỗ tôi làm gì? Cậu phá gì đấy hả? Cậu không nghe nói giám sát Ron à? Đưa đây. Cậu làm gì thế? Cậu thì hiểu gì? Ron tự chế cải tiến từ máy bay mô hình, sức tải có hạn, không thể gắn thiết bị độ phân giải cao. Cự ly trinh sát 1 km. Báo cáo Ron. Ron gì hả? Nói đi chứ. Ron bay về phía mình. Mau chóng chuyển trận địa. Đi. Thần khóc, cậu run gì? Mắt tè hả? Sư đầu to, sao cái gì cậu cũng xía vô vậy? Sếp, chắc không vấn đề, hay mình hành động đi. Không vội, cứ thế sai sai ở đâu? Trinh sát điểm cao hai bên cánh, nhất là điểm cao hai bên cánh, nơi xe chết máy, dừng. Sếp, tôi thấy anh cẩn thận quá đáng rồi. Nếu có mai phục thật, chuột đồng đã gọi anh từ lâu rồi. Ở đây không có sóng. Tôi nghi hang cọp đã phát giác. Nội bộ chúng có vấn đề. Dùng quan cảnh địa lý ở đây để cắt liên lạc của chúng ta với đội gián. Lái Ron về, chuẩn bị rút lui. Tôi dùng cách dự phòng liên lạc với đội gián. Dừng. Ống nhòm. Cậu coi bọn cướp căng thẳng thế, chắc chắn là chúng ta đã bị lộ. Còn chờ gì nữa? Sống mất bây giờ đó. Im đi. 201, 201, điểm số 3 báo cáo. Giờ bọn cướp đang dùng điện đài vô tuyến công suất cao trên xe. Rõ. Chúng ta mắc bẫy rồi. Chuột đồng nói Boss to tới quả lạc bằng đường lâm quả cũ. Đưa bản đồ cầm tay đây. Đội xanh, phá dòng dây ngay. Băng qua đường đôi phòng cháy vào đường lâm quả cũ. Bao vây chặn Boss to. Tôi dẫn đội đỏ cầm chân lính mai phục ở đây, yểm trợ mọi người hành động. Rõ. Bọn cướp muốn chạy. Các điểm chú ý, bọn cướp chạy trốn theo hướng đông khe núi. Dốc toàn lực truy kích. Truy kích. Truy kích. Điểm số 1 đỏ. Điểm số 2 đỏ. Chuẩn bị chiến đấu. Tư Văn Bân đưa đội lái xe vòng lại bọc sườn bọn cướp. Nhớ kỹ, không được nổ súng bừa bãi làm ngộ thương quần chúng. Nè nè, chúng ta là lính mới, chờ cứu viện đi. Chiến trường không có lính mới lính cũ, sợ chết thì về nhà đi. Châu Thị Kỳ ở lại thả Ron. Rõ chưa? Rõ. Hành động.
Sao đây, sao cậu không đi? Tư Văn Bân, bọn cướp có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào. Đoạn phía đông đường Lâm Quả Cũ có quá nhiều ngã rẽ, rất dễ ẩn nấp, phải có tình báo chi viện. Rõ chưa? Rõ. Đứng lại. Tư Văn Bân, đây là lần cuối cùng cậu nghi ngờ mệnh lệnh của tôi. Sao nào, cậu còn muốn bắn chết tôi một lần à? Lần sau cậu nghi ngờ nữa thử xem. Anh làm gì thế? Bác Tài, xe hỏng rồi, ngó giúp tôi với được không? Bọn cướp bắt giữ một con tin để trốn thoát, nhất định phải bắt sống tên cướp. Nghĩ mọi cách đảm bảo an toàn cho con tin. Tôi ở trạm số 2, tôi đang ở phía trên anh, sẽ qua gặp anh nhanh thôi. Cùng nhau đuổi đánh bọn cướp. Nhận được, theo sát tôi, không được để bọn cướp tẩu thoát. Rõ. Điểm số 3 báo cáo tình hình. Tôi đã lệnh cho Tư Văn Bân dẫn đội đi vây bọn cướp. Đồng thời tôi quyết định thả Ron theo hướng bọn cướp bỏ chạy, giám sát động thái của bọn cướp. Lương Vĩnh Quân làm tốt lắm, báo cáo động thái của bọn cướp cho tôi mọi lúc. Báo cáo 201, điểm số 2 đã bám theo anh. Trạm số 3 tới nơi, xin chỉ thị. Các điểm chú ý, bọn cướp bỏ chạy theo hướng đường Lâm Quả Cũ. Theo sát đôi, chú ý an toàn, rõ. Hai không một gọi 202 nghe. Tôi phán đoán hành động dụ địch thất bại, bọn cướp đột ngột rút lui, chắc là có cây trong nhắc nhở. Đường đi thẳng vào hẻm núi, không có sóng điện thoại. Cô kiểm tra ghi chép thông tin vô tuyến, tìm manh mối ngay đi. Rõ. Tần số dân dụng. Gọi 201. Tôi là 201, mời nói. 201, 10 phút trước, nội bộ mình có người sử dụng tần số dân dụng của câu lạc bộ chiến hữu. Tôi nghi ngờ tay trong của bọn cướp đã chuyển tình báo liên quan cho bọn chúng. Điểm số 3 làm hay lắm, canh kỹ bọn cướp cho tôi. Rõ. Tăng tốc. Báo cáo đại ca, kẻ địch bám theo rất sát, không thể thoát thân. Phải cắt đuôi địch bằng được, mau chóng tới gặp tôi. Mau tăng tốc. Lôi mặt, nhắm chuẩn bánh xe chuẩn bị bắn. Đại ca, chúng đuổi tới nơi rồi. Đã thấy. Rồi anh em, xin lỗi nhé. Đại ca. Lâm Tử, giảm tốc độ. Dạ. Đại ca, đại ca, đại ca. Dừng xe. Tạm biệt. Hai không một. Điểm số 1 báo cáo. Mất dấu mục tiêu. Làm ăn kiểu gì thế? Tìm cho tôi. Rõ.
Đại ca, chúng tới rồi. Cắt đuôi chúng. Tọa độ 103, 350. 201, 201, điểm số 3 báo cáo. Bọn cướp đã vào đường Lâm Quả cũ. Số 1 ở đó. Hai không một gọi căn cứ chỉ huy. Các điểm chú ý, bọn cướp chui vào quốc lộ Lâm Quả cũ, ý đồ tập kích số 1. Các điểm ngăn cản bọn cướp bằng mọi giá, đảm bảo an toàn cho số 1. Rõ. Quay đầu. Điểm số 3 theo sát bọn cướp, cố gắng đến lúc Ron cỡ lớn chi viện. Rõ. Báo, báo cáo, bọn cướp sắp ra khỏi phạm vi tác chiến của Ron cá nhân. Nói thẳng, tôi biết nên làm sao. Giữ cho xe bọn cướp trong bán kính tác chiến. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Sau đó cứ chạy theo xe bọn cướp, chạy đến khi hết hơi thì thôi. Chỉ đem theo vũ khí đạn dược, trang bị gọn nhẹ tiến lên. Sao mình lại lắm mồm thế này? Số 1 căn cứ chỉ huy gọi. Số 1 căn cứ chỉ huy gọi. Căn cứ chỉ huy gọi. Số 1 căn cứ chỉ huy gọi. Số 1 căn cứ chỉ huy gọi. Tham mưu trưởng, lữ đoàn trưởng chắc đã vào dùng gia đa cống. Tín hiệu bị cản trở không liên lạc được. Dùng bộ đàm bắt đầu. Gửi tin vắn báo hiệu. Đã gửi, không trả lời. Chiến sĩ trên xe lữ đoàn trưởng chắc không đem bộ đàm bắt đầu. Đồ khốn kiếp, tác chiến mà không đem đủ trang bị. Gọi tiếp, đến khi gọi được mới thôi. Rõ. Số 1 căn cứ chỉ huy gọi. Số 1 căn cứ chỉ huy gọi. Căn cứ chỉ huy gọi. Tình hình Ron thế nào? Báo cáo, đã kiểm tra tu sửa xong, có thể bay mọi lúc. Cho bay tới vùng gia đa cống ngay. Rõ. Không vội, cứ từ từ lái. Rõ. Số 1, số 1, gọi số 1. Số 1 nghe, số 1 nghe. Số 1 gọi căn cứ chỉ huy. Số 1 gọi căn cứ chỉ huy. Nhận được, xin hãy trả lời. Chỗ này núi cao, cản trở tín hiệu không thông suốt. Tăng tốc mau chóng lái khỏi vùng gia đa cống. Có gì đâu mà căng thẳng. Anh lo đại đội trinh sát của mình không đối phó nổi mấy tên sâu mọt hại dân à? Nếu là thế thật, chắc đại đội trinh sát của tôi phải giải tán thôi. Lữ đoàn trưởng, căn cứ chỉ huy bỗng gọi tới. Tôi lo là có tình huống khẩn. Có tình huống khẩn gì được? Giữ vững tốc độ, chú ý canh gác. Rõ. Đợi đã, đợi đã. Cậu xem, bọn cướp đã ra khỏi phạm vi trinh sát của Ron. Thu Ron về. Qua đỉnh núi bên kia xem thử, đi. Cổng hàng tôi mệt chết à. Mình chỉ có cặp giò, người ta lái xe bốn bánh. Cậu nghĩ cách khác được không? Chạy hết nổi rồi. Băng thẳng từ khe núi này xuống, qua sông Đa Gia, gần hơn cả 10 km đó, đi thôi. Phải chạy nữa hả? Bọn cướp đi đường Lâm Quả cũ, con đường đó lâu năm không sửa sang gì, chúng không đi nhanh được. Cậu động não giùm cái được không? Người ta đi xe bốn bánh, mình chỉ có cặp giò. Cậu tưởng đi chinh chiến Nam Bắc chắc, thực tế tí đi được không? Điểm cao 4320. Điểm cao 4320. Xuống tới điểm cao 4320 cần ít nhất 40 phút. Mình chỉ cách đó 5 km đường thẳng. Trong 40 phút, mình chắc chắn sẽ tới được điểm cao 4320. Lập trận địa.
Cậu tin tôi một lần được không? Không tin có được không? Không được, phải tin. Đây là cách duy nhất. Chuẩn bị xuất phát. Tôi hỏi này, sao cậu cố chấp thế hả? Bớt nói nhảm, chuẩn bị xuất phát. Đại ca, cắt đuôi ron rồi. Muốn chơi với tôi, chúng còn non lắm. Mau, mục tiêu Boston. Đại đội trưởng, hình như ron không bám theo. Điểm số 3 trả lời, điểm số 3 trả lời. Hai không hai mất tình báo chi viện từ ron cá nhân. Xin lữ đoàn cho ron cỡ lớn cất cánh, cung cấp cho tôi tuyến đường tẩu thoát cụ thể của bọn cướp. Nhận được. Tôi đang trên đường tới khu vực Lâm Quả rồi. 10 phút nữa sẽ gửi tình báo chi viện cho anh. Khỏi xem nữa. Cài bơm hai bên đường. Dạ.